Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay ngày 13 tháng 11, một đợt không khí lạnh yếu lệch đông sẽ tác động và tràn xuống nước ta. Do đó, tác động của đợt không khí lạnh này thì chiều tối nay thì khu vực ven biển Bắc Bộ sẽ có mưa dông và từ ngày mai thì không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ trên cao sẽ gây mưa dông dài ngày ở các tỉnh miền Bắc. Trong đó, ngày và đêm 14 tháng 11, miền Bắc có mưa rào và dông và rải rác. Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 thì có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt sẽ giảm xuống từ 2 đến 3 độ C trước khi đón mưa dông. Hôm nay, các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì thời tiết ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 31 độ C. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ chiều và đêm nay do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió đông nên khu vực này sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dự báo dao động từ 21 đến 30 độ C. Dự báo từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 và từ đêm ngày 19 đến ngày 22 tháng 11, khu vực này sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do tác động của gió đông nên trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ C. Dự báo mưa dông ở khu vực này kéo dài đến ngày 15 tháng 11, cục bộ có mưa to, sau đó khoảng đêm ngày 18 đến ngày 22 tháng 11, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên từ chiều tối và tối nay sẽ có mưa rào và rải rác sẽ có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông là cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nam Bộ được dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Dự báo trong nhiều ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Thưa quý vị, thời tiết nắng mưa xen kẽ, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa như hiện nay, tạo điều kiện cho ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn, virus phát triển và gây hại cho đàn cá. Trong đó có bệnh trùng mỏ neo. Bệnh này do một loại ký sinh trùng gây ra, chúng sẽ hút máu và chất dinh dưỡng của cá, khiến các bộ phận trên cơ thể cá sẽ bị tổn thương, sức khỏe yếu đi và có thể dẫn tới chết cá. Khi trùng mỏ neo ký sinh trên cơ thể cá, cá sẽ có những biểu hiện như sau. Ngứa ngáy, khó chịu hay cọ mình vào thành ao để gãi, thậm chí gây chảy máu, tổn thương, chảy xước da. Ăn kém, khả năng bắt thức ăn và bơi lội chậm chạp. Cơ thể gầy yếu, các vết thương tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn tấn công, gây ra các bệnh khác càng làm cho cá yếu ớt hơn. Một số trùng mỏ neo ký sinh ở miệng làm miệng cá sưng, không đóng kín, kém ăn, bỏ ăn, bơi lờ đờ, chậm chạp. Khi đã phát hiện cá bị trùng mỏ neo, bà con cần cách ly cá nhiễm bệnh ra nước riêng, gây mê cá, dùng nhíp gắp tất cả trùng bám trên cơ thể cá. Trùng mỏ neo khá dễ quan sát bằng mắt thường nên có thể gắp ra dễ dàng. Tuyệt đối không được bỏ sót con trùng nào, phải gắp thật kỹ tất cả trùng bám ra. Khử trùng ao cá trong 7 ngày để tiêu diệt trứng trùng mỏ neo nếu còn. Rửa sạch lá xoan tươi cho vào túi lưới rồi vứt xuống ao với liều lượng 3 kg cá 1 mét khối nước. Sau 3 ngày thay từ 30 đến 50% nước trong ao, thay lá xoan mới, liên tục áp dụng lặp đi lặp lại trong 14 ngày. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.